Đấy nha các bác nha, rất là sạch luôn nha. Bây giờ rất là sạch. Đó. Gạo ra rất là trắng, sạch. Đó. Vâng, máy nông nghiệp Phúc Tiến xin chào bà con và các bác nhá. Hôm nay thì em có hai cái máy sắt gạo mini chạy động cơ dầu giới thiệu đến các bác nhá. Thì đầu tiên đây là máy sắt gạo đơn này. Như những video trước em đã giới thiệu và hướng dẫn sát của máy sắt gạo đơn chạy động cơ dầu, chỉ một chức năng sắt gạo nhé. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu và hướng dẫn sát cho các bác cái máy sắt gạo BMT3333. Thì cái máy này là gồm sắt gạo và nghiền trực tiếp luôn các bác nhá. Thì nó có hai chức năng luôn, chạy sử dụng động cơ máy sắt gạo, sử dụng động cơ dầu hoặc điện. Nhưng trong cái video này thì em đã gắn cái động cơ dầu nhá. Và giới thiệu đến các bác máy sắt gạo động cơ dầu hai chức năng. Một bên là sắt gạo, bên nghiền cám, nghiền ngô này, nó sẽ chạy trực tiếp luôn. Tức là cái lúc trong quá trình sắt gạo á thì cái cám sẽ được nghiền trực tiếp luôn các bác nhá. Đấy thì với cái máy sắt gạo mini chạy dầu thì bên em đang sẵn hai loại này giới thiệu đến các bác. Có thể các bác tùy chọn sử dụng cái sản phẩm máy dầu cho hợp lý, để cho các bác ở những cái nơi mà không có điện, những cái nơi mà điện yếu có thể sử dụng được máy sắt gạo nhá, phục vụ công việc của gia đình cũng như là sắt gạo rồi chăn nuôi. Đấy thì hôm nay em sẽ hướng dẫn sát cho các bác cái máy này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đựng nguyên liệu này, bỏ nguyên liệu xuống này. Ở đây là cái nơi rà gạo các bác nhé, nơi rà gạo này. Tiếp đến là chúng ta sẽ buộc cái bao cám gạo ở đây, mục đích là để khi mà bột nó nghiền ra là nó nằm ở trong bao luôn các bác nhé. Thì đi theo máy nó có một bao đựng cám gạo đây. Đấy. Để mà giữ gạo lại thì em sẽ buộc một đầu này, giữ cám lại nhé, buộc tạm một đầu. Và cái đầu còn lại này em sẽ buộc vào trong cái toa đây các bác nhé. Đấy, em đã buộc vào cái toa như thế này. Và việc đầu tiên các bác cần làm là đợi cho em cái này bịt lại này. Cái tấm này này. Cái tấm này các bác bịt lại cho em nhé. Bịt lại này. Rồi chúng ta sẽ cho lúa vào. Em đã chuẩn bị sẵn đây ít lúa. Đây chúng ta sẽ đổ trực tiếp vào trong phễu luôn. Chúng ta có thể đổ cho đầy cái toa gạo này luôn. Đấy, đổ đầy nhé. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ để cái thau hứng ở phía trước đây. Rồi bây giờ bước đầu tiên là chúng ta sẽ nổ máy nhé. Ở đây em hướng dẫn cho các bác nổ động cơ dầu luôn. Đầu tiên các bác cũng sẽ cần ga một nửa ga ở vị trí tay ga ở đây. Ga ở đây nhé. Các bác điều chỉnh xuống vị trí ở giữa, gọi là ga một chút đấy. Thứ hai là ở đây nó có một cái cần áp các bác. Động cơ dầu nó có một cái cần áp. Đây cần áp, ví dụ như cần áp bên đây. Chúng ta sẽ đè cần áp xuống này và giật nhẹ vài lần để cho dầu nó lên. Đấy, đây chúng ta sẽ đè cái nắp xuống này, giật nhẹ vài lần để cho dầu nó bơm lên này. Đấy, khi mà dầu bơm lên rồi chúng ta để cái nắp như thế này, hạ xuống như thế này. Chúng ta kéo lên một đoạn 10cm, kéo thêm một đoạn nữa khoảng 2cm và giật nổ nhá. Đấy, bây giờ em thao tác ở đây luôn cho bác xem. Đè cái nắp xuống này, kéo bơm dầu này. Đấy. Hạ cái nắp này, giật nổ này. Máy đã nổ rồi các bác nhá.
Đấy nha các bác nha, rất là sạch luôn nha. Bây giờ rất là sạch. Đó. Gạo ra rất là trắng, sạch. Đó. Và vừa rồi là em đã hướng dẫn cho các bác mà sử dụng cái máy sắt gạo mini sử dụng động cơ dầu các bác nhé. Đấy thì các bác lưu ý cho em một cái điều cơ bản thôi, là cái lúc mà các bác xuống gạo á, là các bác nên xuống gạo từ từ các bác nhá, không nên mà kéo ra nhanh quá và kéo ra nhiều quá thì gạo nó xuống nó gây ra bị nghẹt cái động cơ. Thì các bác cứ kéo ra từ từ cho gạo nó xuống đều là được nhá. Đấy thì các bác lưu ý cho mình điều cơ bản đấy là được. Còn máy này thì nó thực hiện chức năng sắt gạo và nghiền một lúc luôn. Ở đây là cái kết quả của cái nghiền này. Đây là kết quả này. Đây em cho ra tiếp ở đây. Đây là cái cám khi mà đã thực hiện chức năng nghiền rồi đó, rất là nhỏ bột luôn cho các bác thực hiện chăn nuôi. Các bác có thể sử dụng cái cám này làm ép cắm viên đều được nhé, chăn nuôi đều được nhé. Đấy thì những cái máy sắt gạo như thế này thì trấu với cám nó nghiền ra một chỗ đấy, đó là sẽ không có trấu các bác nha, trấu với cám gạo nó sẽ nghiền ra luôn ở một nơi vị trí như thế này. Đó, vừa rồi là em đã hướng dẫn chi tiết sắt gạo cho các bác. Và mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp qua bên em, máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến. Địa chỉ là Cầu Bùng, Yến Kỳ, Yến Châu, Nghệ An. Số điện thoại là 0988182789 các bác nha. Và các bác có thể truy cập website www.phucminhtien.com. Rồi xin cảm ơn các bác.